Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn đến buổi trình ngày hôm nay nha. Hôm nay em có nhật bộ mẹ con nha, bộ mẹ con Angus cho cô chú anh chị. Con bò này là đẻ lứa đầu tiên luôn nha, bộ mẹ con ôm đực nha, con đực kem nha. Đực này được một tháng rưỡi rồi nha, đực kem xương sóc rất là to luôn cô chú anh chị nè. Mẹ bầu sữa cô chú anh chị nhìn thấy không, cực kỳ không. Con bò mẹ Angus, Angus nha cô chú anh chị. Bò này đẻ lứa đầu tiên luôn nha, tàn nhất luôn nha. Con ngoài này chiều cao 1m35 nha, 35, 37, 36 nha. Này con mẹ đầu trụ luôn nha. Con mẹ nó bị sâu ăn lông mà nó hết rồi cô chú anh chị, nó không có lan này nữa nha. Nó khô nha, bị cái này sâu ăn lông nó là nè. Giờ nó ra lông rồi nè. Có sao không quý vị nha, cái này cô chú ơi, nó khô rồi nha, nó hết rồi nha. Mẹ mẹ là tài sắc nhất của cô chú anh chị ơi. Mẹ sẽ lưng chính luôn nha, đây sẽ lưng đây, tài sắc nhất luôn. Bò này là không có áp xe nha, không xuống cúng xuống cuồng hết cô chú anh chị. Bò Angus nha, rất là đẹp luôn, tài sắc nhất của cô chú anh chị ơi. Con con nè, con con là con đực nha, con đực kem nha. Bộ sữa của chú anh chị nhìn không, cực kỳ không, cực kỳ yêu thương chưa, quá trời bộ sữa luôn. Con bú thấy thương không, bồ sữa hết biết cho cô chú anh chị. Con mẹ thì tàn sát nhất là cổ nó nấu luôn nha, con mẹ đầu trụ luôn chú anh chị, mặt rất là đẹp luôn nè, đầu trụ luôn, chân móng nè, móng sò luôn nha, đuôi thì lệch phạt cho cô chú anh chị nè, đuôi nè rất là mập luôn, và hết biết hoài, tàn sát nhất cho cô chú anh chị. Đi kia, đi đi kia, đi móng này, móng là cô chú anh chị nhìn thấy không, móng sò luôn nha, tương rất là to, đúng yếm thì bài bản luôn chú anh chị nè, đúng nè, yếm nè, lợt thọt của cô chú anh chị, bò này nó nói chung là đẹp như người mẫu luôn á, rất là đẹp luôn nha, Angus cực kỳ không, này, chân móng là móng sò hết nha cô chú anh chị, chân rất là to luôn, bò này rất là tốt luôn nha, trước đây. Nè. Dạ mấy bác ở đây. Bò này là đẻ lứa đầu tiên luôn cô chú anh chị. Bò này đẻ lứa đầu tiên luôn nha. Con đực nè. Dạ. Bò này đẻ lứa đầu tiên luôn. Con bò này cứ mức giá là 33 triệu, em bao ship vòng 100 cây nha. Em bao ship vòng 100 cây nha. 33 triệu. Bộ mẹ con Angus tàn sát nhất luôn nha. Con mẹ cực kỳ luôn cô chú chị ơi. Mẹ này chân nó như cục đình luôn á. Cái mà như đình luôn nha. Vún chiền luôn nha, bầu sữa nè. Cô chú chị nhìn không, cực kỳ không? Thì bò đã rồi thì em sẽ bảo hành cho cô chú anh chị mà trong vòng 3 tháng nha. 3 tháng lúc có lòi hay lú gì á thì em sẽ chở bò về. Và tiền sẽ hoàn đầy đủ cho cô chú anh chị mình nha. Con đây, con là con đực kem nha. Xương sốt rất là to luôn. Con bò này cứ mức giá là 33 triệu cô chú anh chị ơi. 33 triệu bao ship vòng 100 cây nha. Ôm con đực kem nha. Con mẹ nó là tàn sát nhất, khỏi phải nói luôn cô chú anh chị ơi. Chinh lông nó bị sâu mà xà mâu là bị sâu khô nha, chứ không có ướt nha, nó khô hết rồi nha, nó ra lông rồi nè, nó đang ra lông nè. Bò này thì em bao giờ lỗi nha, không có áp xe, không có xuống cuốn gì hết nha, cái chân nó như cục đình luôn của chú anh chị đây nè, bầu sữa nè, mất biết chưa, rất là đẹp luôn bò, tàn sát nhất luôn. Ê tàn sát nhất luôn nha, quá toàn bò luôn cô chú anh chị ơi, đẻ lứa đầu tiên luôn cô chú anh chị, đu thì đã tạt luôn nha, này quá đại quà anh quýt nha. 33 triệu bao ship vòng 100 cây nha cô chú anh chị,
quá trời bò anh quýt mới đẻ lứa đầu tiên nha. Thì bò đẻ rồi em sẽ bảo hành cho chú anh chị mình trong 3 tháng nha, nếu có loại thấy lúa gì em sẽ trả bò về và tiền sẽ hoàn đầy đủ cho chú anh chị mình nha. Rồi nãy giờ như đã cập nhật thông tin giống như hình ảnh của bộ mẹ con này rồi, nếu cô chú anh chị là cảm thấy thích mua gì phát triển kinh tế thì alo em nha, số điện thoại để trên màn hình. Đến đây thì em xin kết thúc video tại đây nha, em xin thân ái kính chào và hẹn lại những video tiếp theo nha.